Ê, anh ơi. Hình như có. Anh ơi, nó đang phỏng vấn cho anh đây. Đâu? Đây. Từ. Ui, một đôi. Hả? Một đôi. Có, tao vừa thấy nó quay đây mà. Đây. Một đôi. Quay. Ra đây rồi. Ui, cá to lắm. Ui. To lắm anh ơi. Ui. Vô đi. Ui. Mất rồi. Một đôi đấy. Tao vừa thấy nó đẩy qua chân tao. Nó ra đây chưa? Ở trong đằng sau nó quẩn đi quẩn lại trong đấy ấy. Trong đấy. Hả? Trong đấy ấy. Không, nó ra đây rồi. Ra đây rồi á? Hai con. Nó quẩn đi đâu ấy nhỉ? Tao thấy có hai con. Em trong một cái nó rớt vào trong à? Ui. Nó ngoi ngoi đầu ra đấy. Từ nhá, mày dình ở đây nhá, để tao. Tao dồn nó phát. Dình ở đây. Dình ở đây, hình như nó lên rồi. Ao nhà ai ra ấy? Em chọc tôi một phát chắc một đau lắm ấy. Từ nhá. Ok. Cá gì đây? Cá gì ấy? Cá chấm to lắm. Anh nhìn cẩn thận nào. Trong đấy sâu nữa, trong đấy đấy. Không thấy đâu. Anh cứ xua mạnh mà nó ra đây em chọc chết luôn. Đừng có chọc vào đầu tao nhá. Đừng có chọc vào đầu tao nhá. Ok. Không à, xuống dưới này rồi. Xuống rồi. Chưa mà. Đây này. Đâu? Đây này. Ui, bim. Ui. Ui, chú cho đây. Ui. Ôi, lại mất tiêu rồi. Nó lại vào trong mất rồi. Không được rồi. Từ nhá, mày canh ở đây nhá. Có hai con đây. Đậy ở trên lại để tao vừa lấy cái nơm. Có hai con đây. Lấy cái dọc. Không bắt được tay đâu. Ở trong này có cái ủ, nó không đi đâu anh ơi. Anh về lấy lưới chăng. Lấy nơm là được. Chờ tí nhá. Ok, nhanh lên nha. Trong này có cái ôm nó không đi đâu. Ủa, nhanh lên anh Lâu đây. Đâu rồi. Không biết con trong đấy đấy. Lúc đục em không biết nó đi ra chưa ấy. Nó đau kiểu nó nấu rồi. Đây, mày cầm mày úp này. Em úp được à? Úp được. Không, để tao dồn nó ra đây nhá. Ok. Em chả bắt được tôi chết luôn. Từ. Trong này có mấy cái ngã ba ấy. Chết. Ui, nó lại vào. Ra chưa? Ui, đây. Nó lại vào ấy. Ui, nó lại ra rồi. Đâu? Kéo con chọc vào đầu tao nhé. Ui, sao đục thế? Nó lại ra rồi. Em không ui, thấy. Tao sợ thấy nó. Tao sợ thấy nó mà. Ui. Ui. Anh làm đục thế này thì có thấy làm sao được. Tao. Đây. Anh em, bắt tay đây. Lấy nơm, đưa nơm đây. Đưa nơm đây. Đây. Ui, đây rồi, tao bắt được. Đâu rồi? Ui, từ. Đục thế này á? Em cầm cái này em cọc. Từ. Cọc cái gì chết? Nó đâu đây rồi? Làm đá thế. Đá đây rồi. Đâu? Đây. To lắm. Ôi giời. Ui. To. Đá nhờ. Mày à bưởi. Ui. Ui. Cá chấm ơi. To đấy. Cá chép à. Ui em chọc toàn đầu nữa cơ. Giờ em chọc tớt đầu nữa này. Tớt đầu với tớt lưng nữa này. Mày à bưởi. Nấu dưa nhỉ. Ôm dưa nhỉ. Nấu dưa. Hả? Ôi còn một con nữa anh ạ. Còn con nữa. Nhưng mà trong kia không có đâu. Thế thì nó ra đây rồi. Xuống dưới này thôi. Được hết nước rồi, bây giờ để tao chặn ở dưới kia. Anh phải dồn từ dưới kia lên. Không, chặn mảng ở dưới kia xong rồi để cho nước nó trôi. Hãy bỏ con đấy đi, ăn con này thôi. Không, hai con là phải bắt con kia to hơn không? Bé hơn. Mình biết cái gì thì làm sao biết được bé cái to. Bé hơn mà. Ui xa. Ngon đấy. Mồm nó chớp chớp này. Trên này cũng không có chỗ chạy đâu. Anh ơi, nhìn mồm chỉ nó có... to không này, nó có râu này. Chép cụ đấy. Chỉ có trong kia nó có một cái khe á, khe vào trong ấy. Chắc nó giúp vào đấy không? Thật á? Ừ,
chưa phải à? Trong phải sâu mà, dân chắc em ngồi chuột rồi trong sâu lắm. Để, đấy đã, để cho nước nó trong đã. Kiểu anh bỏ đấy rồi này. Nó đâu nhỉ? Kiểu nó kia thì nó chạy lại đâu. Ê, hình như đây này anh ơi. Đâu. Đâu? Phải, đã. Có cái cứt. Hay nó vượt lên trên. Trên này rồi. Đây, mày cầm đấy để tao giúp lại một lần nữa. Lúc nãy anh có chặn ở trên đâu. Khả năng là... Mày lên trên kia đi. Ok. Xem nó có phục ra không nhá. Trong nước thì mà không thấy đâu này. Chạy nó lên trên đây rồi anh ơi. Mày ta. Đấy, nó đang dồn lên đấy. Không biết nó đâu ấy. Trong cái khe trong này không có. Anh à. Úi giời, trong này không có. Ui anh ơi. Đây này, chạy lên đây. Đâu? Đây. Ở đây. Đây. Từ. Trên này này. Nhanh lên. Từ. Đâu? Đây, trên đây này. Từ. Đi lên. Đâu? Đâu? Nó lại vừa phi vào đây đâu ấy. Nó vừa rút vào đây mà cái mà sầm luôn không thấy gì. Được không? Cái này được rồi. Ai xa, kinh phết nhỉ. Ui, cái chép đỡ. Chết đỡ. Đây là trôi á, sao nó đã lủ đấy. Ôi. Ngon nhá. Mày có chọc gì nó không đấy? Không biết em có chọc gì con này không ấy. Mà có, từ này. Chọc con chết. Ôi. Ôi. Trôi xong mà đỏ làm thế này nhỉ? Trôi xong nó đỏ đấy nhỉ. Ôi nhìn cái mồm nó hay không? Ui. Mồm nó chưa này. Còn con nào không? Nhấp nháy. Lúc nãy em thấy có hai con thôi, mới cả mấy con châu Phi ấy. Hả? Mấy con châu Phi á? Châu Phi bò. Vậy nấu lẩu ăn trưa đi. Anh ơi. Nát. Nướng á? Ừ. Mày ở đây nhá, tao về lấy muối. Ừ, anh về lấy đi. Ú xà. À, ở đây nhá. Để tao về cắt nơm đây, cầm đấy. Ui. Em ăn xuống dưới kia nhá. Ừ. Tao nó quy xuống một chỗ. Mày đuổi. Ú xà xà. Ui. Này. Hôm nay à. Bụng chúng nó. Hôm nay anh em mình sẽ quyết định làm món trứng cá muối. Sao lại trứng cá muối? Đấy, trứng đây, cá đây, muối đây. À, tình hình là con này to. Rồi, thì... anh làm con kia đi đừng phá hoại nhé. Thôi, tình hình là con này to, thịt. Còn con này tầm tầm bé quá. Thả nó. Ôi. Và là thả nó cho nó sống thì để làm gì. Thật đấy. Thật, đi đi em. Anh bị điên à. Đi. Tao bảo thả nó chứ tao có bảo thả nó đi đâu đâu. Thả nó vào nơm. Quay. Thế cá ngắp ngoài rồi. Đồng nó ngắp ngoài rồi. Sẽ bắt đầu thả ra. Vừa nhảnh vết đấy. Đấy, ở đây mà sống tí về thịt. Thế thả nó chủ yếu cho nó sống rồi. Còn con là anh em mình phát đồng. Lạnh một cái được thịt. Lạ. Thịt đó. Sống ngon khủng lồ. Nó chết nhanh nhẹ nhỉ. Ôi. Đừng có đi đâu em nhá. Mày là bưởi. Nó bị mắc cạn, nó đang ngấp ngoài lắm rồi. Lấy tao cái gậy tao đuổi chết nó đi nào. Em đập một cái chí mạng vào kia nó tợt hết cả da rồi. Ui ngon nhỉ. Bụng nó to đấy. Thôi. Anh chỉ cho em ăn bộ trứng nhé. Hoặc kiếp cho mày sang chỗ khác nhá. Ui. Ôi. Ui. Anh đuổi nó đâu đấy. Nó chết để tí nữa. Mắt nó trợn trắng rồi. Mắt nó trợn trắng luôn này. Đấy. Bây giờ sẽ đến món trứng cá muối của anh em mình. Cả chết. Tao đợi mày thế mày chết đi. Chết thật mà. Không thử con nào luôn. Đâu anh làm kiểu gì? Anh cho em làm nữa. Hôm nay cho em chủ tài. Lấy cuộn giấy bạc ra đây. Anh chẳng bao giờ cho em nấu à. Mày nấu làm gì? Em nấu ngon hơn anh ý. Ừ, món này hơi bị ngon đấy, để tí nữa xem. Anh mà làm không ngon đi. Ừ. Hôm nay anh làm không ngon mà
nào nhé. Ừ. Nhớ đấy. Ui xà, nhìn như kiểu là tuyết đấy nhỉ. Tuyết, trưng tuyết trong đỏ anh nhỉ. Đặc biệt đấy. Trứng đây là bí trong rồi. Tí nữa mất cả tháng trứng thì chú anh đừng ăn cơm. Mày hơi bị sai lầm nghĩ về anh ấy. Đặc ơi. Ông. Ông. Món này là món đặc sản đấy. Ôi giời. Món muối là đặc sản đấy. Đặc sản đấy. Món này là món đặc sản đấy. Ôi sản. Thế đủ chưa anh? Từ từ xem lắm. Xem là muối đỏ lòm luôn này. Muối đỏ lòm này. Ông đã thấy món đặc sản muối, trứng cá muối chưa? Ui! Cái gì? Sót à? Chết anh chưa? Ai bảo suốt ngày rách tay? Sút tay, sút tay. Hay khóc đi, khóc đi, khóc đi! Đừng ngại ngu. Khóc đi, hãy. Không được. Em cho thêm là nó đỏ nốt nhé. Đỏ thêm à? Nốt. Trộn như kiểu nhà bột đúng không mọi người ạ? Hồi nhão rồi. Bây giờ trong làm nào anh? Cho lên rán à? Không. Anh làm gì đấy? Giống bột mì đấy nhỉ? Nhỉ? Đấy. Thả cá vào đây. Con này đầy trứng. Mà khéo lại có một cả đôi chép vậy, sao lại có một con chép con trôi nhỉ? Hay hai con này giống nhau. Mày điên, mày chó thôi, mày thấy chó với lợn. Bao nhiêu bao giờ chưa? À, con mèo nhỉ, em trả bú tí ăn chó xuống. Mày ra mà bú cùng. Anh ấy mà bú. Này. Chó. Ấy, ấy, trôi trôi. Anh bọc nướng à? Ừ. Ăn được không ấy? Được. Mày không tin vào anh mày thì mày phải tin vào con cá chứ. Ừ. Con cá nó biết tự giấu nó à? Hơi nhão. Ừ. Ờ, cứ nướng lâu vào kiểu gì chả chín nhỉ. Ừ. Anh nhỉ. Nhão cũng được. Nhão đốt là khô đúng không? Bỏ cái túi vắng nhá. Túi vắng nào? Xanh nhá. Ui tí nữa nó mà ngấm nó mặn thì thôi rồi ấy nhỉ. Chắc không mặn đâu, lần trước anh chả làm một thịt gà nướng tuyết đấy. Nào lấy thêm giấy bạc đi. Đây. Em món kia có như cá thì đấy. Đây. À từ từ đã, bây giờ phải đốt lửa đã. Tạm 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 thời cho nó lên lên bờ đã. Đấy. Ui ui ngão nhạt này. Quẩy thôi. Con lên đây. Quẩy thôi rồi đấy. Rồi cho vào đi cháy rồi. Nhiều khối với tông vậy nhỉ. Ai xa. Khá là to mọi người. Anh phải nướng chín trứng nó nhé. Chín. Không chín chắc đâu đi anh đi mà đà bọc. Thôi đấy. Dính nữa em đi lấy con dao thật sắc. Không chín chắc cù. Nghe có vẻ là ủi mọi người ạ. À lắm. Hay là con kia nướng không cần bọc này đây. Xem con nào ngon hơn. Không. Thì con đấy phải làm gì lắm lòng à? Con đấy thả bỏ, bỏ cho chó. Thả bỏ. Xà, nắng lạnh gì? Mát, lạnh gì? Xuống tắm, suối tắm rửa. Ủi mát đấy. Ủi mát đấy con. Tí là xuống tắm, xuống mát. Xuống tắm. Dăm ba cái rét gió mùa ăn thua gì lại thế này vậy ăn thua.
Dăm ba cái gió mùa. Mấy mà mấy mà anh nóng em mới được cái áo mặc. Chuyển nhượng không? Hả? Áo anh lồm chồm này em mặc được à? Thế mày chỉ... mày chả mặc đấy, thế cũng giả ra đấy. Không, em chỉ chùm cái đồ lạnh thôi. Ôi. Rồi. Giờ chỉ đợi thôi mọi người ạ. Chấm nhỉ. Ui, em ngồi một tí mà bóng vít này. Lật. Lật á? Thơm rồi, mùi chín thơm. Chín chưa? Lật. Phải cho nó chín rồi mới ngửi chứ. Bơi lật kiểu gì anh? Bỏ mày vào đây, mày cũng chín rồi. Nóng quá. Anh lấy que dài. Không có que dài nhỉ? Que dài. À, lấy cái thủng đây, lấy cái thủng đây. Lấy cái thủng. Đây. Nó nóng, nó bỏng. Đây anh nhỉ. Đây. Không chín à. Chặt đầu tao đi mày đá bóng. Đứng lật sang bằng bên kia nhé. Nặng thế. Em lấy chuồng em gảy không? Hãm. Hãm nó lại. Ơi vào, ơi vào. Cẩn thận anh làm thủng nhé. Đấy. Cực kỳ nóng nha mọi người. Rồi để đây rồi. Đấy. Anh nướng cái đầu trên này đi. Đầu, đốt trên đầu nó đi. Cái đuôi nó chín rồi đấy. Khá là thơm rồi. Chà, lại xin lửa tiếp. Anh đem trộm ngô đi nướng rồi. Vâng. Mật dạy. Dạ. Bà, cô. Cái ruộng nhà anh trên này này. Ruộng nào của nhà tao. Ui, nghe có vẻ khô cứng điêng luôn mọi người. Sắp chín rồi đấy, sắp được chén rồi đấy. Tầm 5 phút nữa thôi. Ngon. Con đưa nó sống lại cho anh. Ngay. Giờ thả nó ra. Mà lại cá đổi cho đồ. Hoài với đấy. Chín rồi đấy, anh cứ để lâu ghê. Chín rồi, khả năng là chín rất là cao rồi. Chín chưa? Ây à. Ây. Ôi, cầm chân. Đi, sao đây? Cháu vào đây. Sao? Mình vào đây này anh ơi. Đây. Đấy. Úp cả là bụp rồi. Anh bóc ra ngoài này này. Thử xem nó chín cho đã. Kiểu gì chả chín. Không chín để còn làm lại cuộc đời. Chín, cho ra đây này, bóc anh ơi. Cho nó làm cho. Trứng này, ăn trứng đi này. Trứng này. Đâu, đấy. Tôi xem nhé. Nóng thế. trứng muối. Trứng vịt. Thơm lắm. Cái muối thì thơm lắm nhưng mà mất. Đấy luôn. Ôi đây là trứng nó này anh ơi. Trứng của nó. À đâu. Cháy rồi. Cháy rồi. Không cháy đâu. Toàn mang rồi. Ngon đấy, ngon đấy. Đây. Khử ra. Ấy da. Ấy da. Em phải giữ cái này không có bẩn ra. Xa. Đấy. Đấy. Không biết có mặn ra. Khéo. Từ phải lật bỏ. Đấy. Lật bỏ vảy nó đi nhá. Không mặn nhá. Đấy. Đấy. Xa bốc hơi ạ. Đấy. Ui ngon nhỉ. Em thử miếng trứng nữa nhé. Từ bỏ hết cái này không mặn. Không mặn. Phải bỏ vảy nó đi không mặn. Đấy. Ngon đấy. Không phải gặp vừa đâu. Đấy. Rồi. Đấy. Bắt đầu thưởng thức. Với tất cả các bạn nhé. Từ ăn miếng thịt bụng đã. Xong rồi mới ăn trứng.